Hùng Huyền Đông Anh xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh cũng như ngắm nhìn một bộ âm thanh có mức giá là 18 triệu. Vâng, đó là cặp loa Bose 401, vỏ thùng vân gỗ màu vàng và chiếc âm ly Denon 390, 4 la mã, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Chọn bộ như thế này là 18 triệu các bác nhé, 18 triệu. Cặp loa 12 triệu và âm ly 6 triệu. Nếu các bác có nhu cầu thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, hoặc điện thoại 0984-285-477 để được ship hàng đến tận nhà. 18 triệu một cặp loa và một chiếc âm ly Denon, hàng zin xịn và rất đẹp. Bộ này thì các bác có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke gia đình. Bây giờ xin mời các bác thẩm âm một đoạn nhạc để đánh giá chất lượng của bộ âm thanh 18 triệu mà Hùng Huyền Đông Anh vừa giới thiệu. Với mức giá 18 triệu thì một bộ âm thanh như thế này thì quý vị và các bạn đã có thể sở hữu được một bộ âm thanh rất chất lượng, loa Bose 401, âm ly Denon 390, 4 la mã. Cả hai sản phẩm đều có màu vàng rất đẹp, rất sang trọng. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, số điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp và ship hàng trên toàn quốc.